Tổng thống Barack Obama sẽ trở lại Nhà Trắng với quyết tâm lớn hơn và nhiệt huyết nhiều hơn, bởi rất nhiều điều đang chờ đợi ông ở phía trước. Đây là tuyên bố của Tổng thống Obama trong diễn văn thắng cử của mình. 4 năm sắp tới mà ông sẽ phải đối mặt sẽ không hề dễ dàng nếu ông muốn thực hiện những cam kết của mình đối với cử tri Mỹ. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Chicago, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt mục tiêu trong 4 năm tới, đó là thúc đẩy các chính sách nhằm tạo thêm việc làm mới, thêm sức sống cho nền kinh tế Mỹ. You elected us to focus on your jobs, not ours. Các bạn đã bầu cho tôi để tập trung vào vấn đề việc làm của các bạn. Trong những tuần và những tháng tới, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu hợp tác với các nhà lãnh đạo cả của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để vượt qua những thách thức mà chúng ta chỉ có thể giải quyết cùng nhau. Đó là cải cách chính sách thuế, giải quyết vấn đề nhập cư và giảm lệ thuộc vào nguồn dầu mỏ nước ngoài. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. 4 năm trước, ông Obama đã tiếp quản một nước Mỹ với nền kinh tế suy thoái. Và giờ đây, sau gần 4 năm ông cầm quyền, nền kinh tế Mỹ đã từng bước thoát ra khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua, mặc dù đà phục hồi vẫn chưa thực sự vững chắc. Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 31 tháng liên tục, tạo thêm 5,2 triệu việc làm mới. Những kết quả đó cũng góp phần khiến cử tri bỏ phiếu cho ông, khiến ông trở thành vị tổng thống duy nhất tái đắc cử với tỷ lệ thất nghiệp 7,9%, một tỷ lệ cao nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ sau cuộc đại suy thoái trong những năm 30 của thế kỷ trước. Nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi. Một thập kỷ chiến tranh đang kết thúc. Một chiến dịch tranh cử dài đã qua. Và dù các bạn có bầu cho tôi hay không, tôi cũng đang lắng nghe các bạn. Tôi đã học hỏi từ các bạn. Và các bạn đã khiến tôi trở thành một vị tổng thống tốt hơn. Trong lĩnh vực đối ngoại, thành công trong chiến dịch tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden quyết định kết thúc hai cuộc chiến hao người tốn của tại Afghanistan và Iraq, duy trì sự hiện diện của Mỹ ở khắp các khu vực thông qua mạng lưới đồng minh quân sự rộng khắp đã ghi nhận những điểm cộng cho chính quyền của ông Obama. Ông cũng đặt trọng tâm vào việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo, củng cố mạng lưới đồng minh toàn cầu và cân bằng quan hệ với các cường quốc khác như Nga và Trung Quốc. Việc ông Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ giúp cho chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ đảm bảo được tính liên tục. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Đó là ông sẽ tìm tiếng nói chung như thế nào với hai viện quốc hội khi Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát Hạ viện, còn Đảng Dân Chủ của ông Obama sẽ kiểm soát Thượng viện. Và về mặt đối ngoại, chính quyền của ông Obama sẽ phải hợp tác với các đồng minh truyền thống, tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển quan hệ hợp tác với các trung tâm quyền lực mới.